hãy cùng tư vấn du học gse tìm hiểu visa du học là gì theo định nghĩa cơ bản visa hay còn gọi là thị thực xuất nhập cảnh hoặc chiếu khán tên gọi cũ là một loại chứng nhận được chính phủ của một nước cung cấp cho người nước ngoài muốn nhập cảnh vào nước họ những loại visa du lịch thông thường sẽ được đóng dấu vào một cuốn sổ nhỏ gọi là hộ chiếu passport khi xin thành công giúp các cá nhân nước khác có thể bước qua bộ phận hải quan đối với công dân việt nam tùy theo quốc gia mà bạn cần phải xin visa hoặc không cần để nhập cảnh vào nước họ các quốc gia trong khu vực đông nam á thường không đòi hỏi bạn xin visa ngoại trừ singapore tuy vậy đây chỉ là điều kiện khi bạn đi du lịch hoặc nhập cảnh ở nước bạn trong thời gian ngắn đối với thời gian ở lâu dài và mục đích ở lại nước bạn là học tập thì loại visa thị thực bạn cần xin gọi là visa du học đây là loại visa giúp bạn nhập cảnh vào nước bạn cũng như là điều kiện để nhà trường công nhận bạn là sinh viên chính thức. Visa du học cho phép bạn ở lại nước bạn đủ lâu tương ứng với thời gian bạn học tập. Ví dụ như bạn du học theo hệ đại học thì thời hạn tối thiểu của visa sẽ rơi vào khoảng 3, 4 năm. Sau khi visa hết hạn bạn bắt buộc phải trở về Việt Nam và khi muốn quay lại học tập bạn cần chuẩn bị lại từ đầu những hồ sơ cần thiết để xin visa du học. Tùy theo mỗi quốc gia mà yêu cầu về visa du học và cách thức yêu cầu hồ sơ xin visa du học cũng sẽ khác nhau. Và tùy theo loại visa du học vào mỗi nước mà cũng sẽ có những tên gọi khác nhau, chẳng hạn như visa du học Mỹ sẽ được gọi là loại visa F1. Visa du học tại các nước vùng Sơn Ngân, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia Litva, sẽ được gọi là visa Schengen, như đã đề cập tùy theo quy định của mỗi quốc gia mà các yêu cầu về thủ tục nộp xin visa du học cũng sẽ thay đổi. Chẳng hạn như Mỹ thường yêu cầu mẫu đơn I-20 về đơn đăng ký học tập tại trường, hay Pháp cần có tờ khai OFII. Nhìn chung, những loại giấy tờ sau được xem là luôn phải có trong bất kỳ bộ hồ sơ xin visa du học. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 3 tháng, hãy đảm bảo hộ chiếu bạn xin cấp visa còn thời hạn đủ cho thời gian học tập. Để tránh các vấn đề phát sinh, một ảnh chân dung, kích thước hộ chiếu là 4 x 6cm, hộ khẩu. Giấy khai sinh, sở yếu lý lịch có bản dịch thuật sang tiếng Anh, một số nước yêu cầu dịch thuật sang tiếng của quốc gia họ như Hàn Quốc. Nhật thư mời nhập học tại trường cao đẳng, đại học bên nước bạn, hồ sơ chứng minh năng lực tài chính. Bao gồm các giấy tờ về thu nhập hàng tháng của cá nhân, cha mẹ hoặc người tài trợ tài chính. Chứng thực về các tài sản hiện có và tài khoản tiền gửi tiết kiệm, học bạ, bả, bảng điểm trong thời gian gần nhất. Các chứng chỉ về học lực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học nếu có IELTS hoặc TOEFL với điểm số đủ điều kiện du học. Đơn xin cấp visa du học, thời hạn xin visa du học thường diễn ra khá dài và đòi hỏi nhiều thủ tục liên quan. Bạn cần có những chuẩn bị nhất định để có thể xin visa du học thành công, kịp lúc cho thời gian khai giảng sắp tới chuẩn bị những giấy tờ bên cơ quan cấp thị thực du học yêu cầu đảm bảo các loại giấy tờ hành chính đã được công chứng bản sao và dịch thuật nếu cần chờ đợi cuộc hẹn từ bên đại sứ lãnh sự quán để không phải để lỡ các yêu cầu cuộc hẹn từ bên cấp thị thực nếu được yêu cầu phỏng vấn hãy chuẩn bị tốt kỹ năng trả lời phỏng vấn của bản thân rèn luyện khả năng nghe nói ngoại ngữ để tạo ấn tượng nơi người phỏng vấn việc biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thường là tiếng Anh sẽ là điều kiện giúp bạn xin visa du học thành công, ăn mặc gọn gàng. Lịch sự tác phong hòa nhã, thân thiện và có chừng mực để nhận được đánh giá cao từ người phỏng vấn. Qua những điều trên các bạn đã hiểu visa du học là như thế nào rồi nha, GSE là công ty tư vấn du học uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nếu có câu hỏi hãy liên hệ ngay GSE để được tư vấn miễn phí nha.